có nhiều người họ sẽ có quan điểm là việc nhà là việc nhẹ, mà thì với họ hay việc nhà là việc nặng hay việc nhẹ? Việc nhà là việc khá nặng và rất là đau đầu. Đau đầu thực sự. Ví dụ như là khi mình làm một cái công việc nào đó ở văn phòng, mình làm đúng cái công việc đó và mình theo hết cái dự án đó, nó cảm giác mình tạo mood cho mình làm liên tục. Nhưng mà công việc nhà nó khác, nó rất là rối. Rửa chén, nấu ăn, nấu món gì, rồi dọn chỗ này, rồi dọn chỗ kia, rồi cắt ngõ ngách ở trong nhà. Nó rất là phức tạp. Nghĩa là việc nhà đối với nhiều người phụ nữ khác nhau, họ sẽ cảm thấy rất là áp lực, rất là nặng nhọc và thậm chí là dễ gây rối loạn. Và đó cũng là lý do mà nhiều khi trong những cuộc cãi vã của các vợ chồng thì vợ hay nói ông thử là việc nhà ngày đi ông biết. Đúng rồi. Thì ông sẽ biết Thử là đi nó rồi nặng biết. hay nhẹ. Tức là đôi khi là những cái công việc đứng rửa bát thì cảm giác nó cũng đơn giản, nhưng mà làm nhiều công việc tổ hợp lại với nhau đó, nó rất là phức tạp, nó rất là rối mà rất là đau đầu. Ví dụ phải canh được cái giờ đón con, Đúng rồi phải canh rồi. giờ nấu nấu cơm, rồi phải canh bếp, rất là nhiều thứ và liên tục phải họ làm. Giống như là các anh đi làm có thể làm từ sáng tới chiều, ngồi ở văn phòng, rồi trưa đi ăn với bạn bè, nhưng mà người làm việc nhà từ sáng tới chiều là đều có công việc, họ phải làm liên tục như vậy.